Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo gồm Hồ Thị Nga 15 năm tù, Trần Đình Chiến 7 năm tù, Đặng Thị Tình 3 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2009 đến năm 2016, Nga cấu kết với bị cáo Tình, nguyên là cán bộ quản lý đô thị huyện Hòa Vang. Các bị cáo tự đưa ra các thông tin gian dối là có khả năng xin cho bị can được hưởng những tình tiết giảm nhẹ hình phạt và xin được bố trí tái định cư, cùng các thủ tục liên quan đến nhà đất để lừa đảo chót lọt 32 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Bị cáo Chiến nguyên là công chứng viên, mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng, nhưng vẫn cấu kết cùng bị cáo Nga để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng.